hé lộ nguyên nhân bé trai 12 tuổi rơi từ tầng 22 chung cư Goldmark City. Bé trai 12 tuổi rơi từ tầng 22 chung cư Goldmark City tại Hà Nội do áp lực về việc học, thi không làm bài tốt. Liên quan đến vụ bé trai rơi từ tầng cao chung cư Goldmark City ở Hà Nội xuống đất tử vong tối ngày 16 tháng 12, hiện các lực lượng chức năng phường Phú Diễn Bắc Từ Liêm, Hà Nội vẫn đang tiến hành làm rõ nguyên nhân. Theo báo cáo của cơ quan chức năng, trong biên bản tử vong ngoại viện của trung tâm cấp cứu 115 nêu, theo gia đình kể lại vào tối qua, ngày 16 tháng 12, cháu TTD, 12 tuổi, trú tại tầng 22, tòa nhà S4, chung cư Goldmark City, bị áp lực về việc học, thi không làm bài tốt, nên đã bất ngờ nhảy từ tầng 22 chung cư trên xuống đất. Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 16 tháng 12, tại khuôn viên tòa S4 chung cư Goldmark City, số 136 Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn Bắc Từ Liêm, Hà Nội, người dân phát hiện bé trai rơi từ tầng cao xuống đất. Sau khi phát hiện sự việc, cư dân khu chung cư trên đã gọi xe cứu thương đến hiện trường nhưng nạn nhân không qua khỏi các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chu thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé